là nếu như ta bị một cái gì đó thì ta phải làm sao. Thì sau khi mà tìm ra cái cách mà lý giải là dùng cái đá, mà nếu cứ là dùng sức nóng để dùng gan thì nó sẽ thế nào, và tôi đã có những kết quả giống như nãy mà báo cáo là ngủ sức đó. Thì khi mà được cái rồi tôi bắt đầu tôi tiến hành làm luôn. Và cũng như nói nãy cái em mà trường đá đó, nói thì nghe vui vậy đó, nhưng mà thực sự cái điều đó rất là nghiêm túc trong cái cơ thể của mình. Là khi mình chườm nóng vô rồi, mình có một cái sự ấm áp, ngủ rất ngon, rất sâu. Và khi thức dậy, là đặc biệt là gì? Là cuộc đời nở hoa, mình thích ghê lắm. Thì cái đó là mình sẽ càng ngày càng hấp dẫn hơn nữa, là ở trong thời gian nếu mà chúng ta tiếp tục làm như vậy. Bây giờ, tôi nói tiếp. Và như vậy, từ cái suy nghĩ đó mà mới có cái nhịp điều pháp, tức là giặc mô trên hai viên. Rồi cái chuyện mà tìm cái được cái đá là hàng hiệu pháp, tức là Rio Therapy, thì cái này chỉ mới phát hiện cách đây một tháng, hai tháng thôi. Và từ đó là tôi thấy nó có cái tính hoàn thiện rồi. Và như vậy chúng ta còn tiếp tục để nghiên cứu thêm những vấn đề nữa. Tôi đã ban đầu cái người mà tìm ra cái phương pháp y mơ mạch là chính là Hồ Thị Lịch. Và tôi là người thực hiện cái đề tài này. Đây là những người cái người mà đỡ đầu cho cái công việc của tôi. Và cái điều quan trọng đó là dựa vào cái liệu pháp y mô mạch đó, thì tôi dựa vào ba cái ông mà nổi tiếng ở trên thế giới. Thứ nhất là Mercolan. Thì Mercolan nó có cái phương pháp độc đáo là chậm gót chân đó. Cái người thứ hai là ông Zamanos. Ông Zamanos đó là người Nga, là ổng là chữa bệnh cho vợ của Lenin. Và ông Lenin ông cử cho qua pháp học xong ở luôn, giống như mọi người đây ở luôn. Và hôm nay ông làm một cái điều pháp là gì biết không? Điều pháp mà nảy mầm, nảy mầm là liệu pháp ba nóng hai lạnh. Có nghĩa là đang ngồi trong cái tấm soda nóng lên giãn bằng mắt cái mạch máu quầy bi, rồi nhảy xuống cái chỗ cái hồ nước lạnh á, thì nó co cái mạch máu lại. Và khi co mạch máu lại thì máu đang bị làm bị đột ngột vô máu vô trong nội tạng, rồi lại leo lên trong xong tiếp là máu nó giãn ra ngoài viên, thì nó lại đẩy máu từ nội tạng ra ngoài da rồi ngoài viên, rồi sau đó lại nhảy xuống nữa, rồi nữa là thì nó lại tiếp tục là ba nóng và hai lạnh như vậy. Và khi vậy thì mỗi ngày người ta tẩy rửa cái mạch máu bằng cái phương pháp của ông Zamanos thì ta thấy không còn bệnh tật nữa, không còn cúm, không còn cảm, rồi không còn có dị ứng đâu nữa. Thành thử là nếu như chúng ta có dịp, có điều kiện đi Na Uy thì mọi người thấy ở Na Uy thì họ trồng dâu nhiều nhớ. Thì mùa hè mới còn nhớ cái người Na Uy, người nào có túi là cái gì dâu á. Nhưng mà đặc biệt cái Na Uy nó có một cái hay này, là những người bán dâu mà trong đường toàn người Việt Nam ngồi dài nhá. Và người Na Uy họ tự hào ăn cái quả dâu này không có bị ung thư. Nhưng mà cái điều đó là cái điều để mà quảng cáo thôi, chứ còn thực ra cái mà làm cho người ta không bị ung thư ấy, của người Na Uy ấy, chính là tấm nóng và tấm lạnh. Cái đó là rất rõ ràng và hầu như nhà nào không có, đúng không? Mọi người đi tìm hiểu đi. Thì ở nước Bắc Âu thì thường lạnh này, cho từ Đan Mạch này, Thụy Điển này, Na Uy, người ta thường thường áp dụng phương pháp này rất nhiều. Và ở trên thế giới là tôi chưa nói, mà riêng ở châu Âu là tất cả ở các nước hiện nay, từ tôi đi từ Tây Ban Nha rồi về tới Pháp, rồi đi qua Đức, rồi đi qua qua Slovakia, đi Hungary, rồi đi qua đâu nữa, Ba Lan, thì đều là áp dụng. Bây giờ là những người ngồi đây sau khi được trường đá xong thì mọi người phải khẳng định với tôi một lần một điều, ví dụ như em ở Luxembourg mà đúng không, thì hồi trước bây giờ đó em đã tốn kém rất là nhiều tiền thuốc để đi đến thầy thuốc để em điều trị, nhưng mà một năm nay hầu như em vắng bóng vô trong cái phòng mạch của thầy thuốc, mà em tự ôm hai cục đá, mà bây giờ càng ngày càng khỏe hơn, càng không có tốn tiền hơn, người càng đẹp mình, cái người em đó càng ngày càng lạc quan đến đời. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu,
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502. 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206. 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.